dễ cấy chỉ cho bệnh nhân vùi thịt thăm, mắc viêm khớp dạng thấp. Những cơn đau thường gây ra cảm giác khó chịu và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh hoạt và làm việc của người bệnh. Hơn thế nữa, nếu người bệnh để lâu mà không điều trị, sẽ dẫn tới một số biến chứng cực kỳ nguy hiểm như sau. 1. Suy giảm chức năng vận động. Việc để lâu không điều trị sẽ gây ra hệ lụy là sức khỏe lao động bị giảm sút, các chi dần dần mất đi cảm giác, dẫn tới các cơ xung quanh dây thần kinh bị teo đi và ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc sống. 2. Rối loạn chức năng bàng quang và cơ vòng. Các chức năng ở bàng quang và cơ vòng bị ảnh hưởng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng là chức năng bài tiết và việc tiểu tiện của người bệnh sẽ bị mất kiểm soát. 3. Bại liệt chi dưới. Đây được coi là biến chứng nguy hiểm nhất. Bại liệt toàn bộ vùng chi dưới khiến bệnh nhân mất khả năng đi lại, vùng chi dưới không thể vận động. Những sinh hoạt hàng ngày sẽ phụ thuộc vào những người xung quanh, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi tới giai đoạn cuối cùng này, người bệnh gần như không còn khả năng phục hồi. Vì vậy, khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, dấu hiệu đau thần kinh tọa, các bạn nhanh chóng tiến hành thăm khám để phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp. Thưa quý vị, dây thần kinh tọa, còn gọi là dây thần kinh hông to, là dây thần kinh dài nhất cơ thể, đi từ phần dưới thắt lưng đến tận ngón chân. Có hai dây thần kinh tọa trái phải để điều khiển từng bên tương ứng. Thần kinh tọa có ba chức năng chính là chi phối, cảm giác vận động dinh dưỡng, góp phần nuôi dưỡng các phần mà nó đi qua. Thưa quý vị, viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là viêm đa khớp dạng thấp là một bệnh lý mãn tính do rối loạn tự miễn trong cơ thể gây nên, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các mô trong chính cơ thể. Bệnh gây viêm đó. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.